Đội bóng đến từ xứ sở Tango đem đến Việt Nam lần này gồm 21 thành viên sẽ tới Hàn Quốc dự vòng chung kết U20 thế giới vào tháng 5 tới, bao gồm các cầu thủ trẻ đầy tài năng ở thời điểm hiện tại của bóng đá Argentina. Người dẫn dắt U20 Argentina lần này sẽ là huấn luyện viên đầy kinh nghiệm Diogo Romagnoli. Với 6 lần đăng quang trước vô địch, U20 Argentina chính là đội bóng đang sở hữu thành tích tốt nhất tại giải đấu dành cho lứa cầu thủ trẻ này. Do đó, những cái tên có mặt tại Việt Nam lần này đều là những cầu thủ đầy tài năng và hứa hẹn sẽ trở thành những ngôi sao của bóng đá thế giới trong tương lai. Một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của U20 Argentina sang Việt Nam lần này là cầu thủ Ezequiel Ponce. Mùa hè năm 2015, câu lạc bộ AS Roma đã ký hợp đồng với Ponce với mức phí chuyển nhượng lên tới 4,2 triệu euro. Tiền đạo 20 tuổi này hiện đang khoác áo câu lạc bộ Granada tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha theo dạng cho mượn từ AS Roma của Italia. Ponce đã thi đấu khá tốt khi có 22 lần ra sân và ghi được 2 bàn thắng, trong đó có một pha lập công đáng chú ý vào lưới của Villarreal. Đối đầu với Ponce sẽ là một thử thách không hề đơn giản. Ở hàng tiền vệ, nổi lên là cái tên Lucas Rodriguez. Được đánh giá sở hữu nhãn quan chiến thuật tốt, đi bóng và xử lý lắt léo, Lucas Rodriguez đang được xem là truyền nhân của Lionel Messi tại U20 Argentina, cùng có chiều cao khiêm tốn 1m68 như người đàn anh. Sở hữu tốc độ thượng thừa, xử lý bóng trong không gian hẹp tốt và có những đường truyền tinh tế, Lucas Rodriguez đang bước đi trên con đường để trở thành một Messi thứ hai của đội tuyển Argentina. Ngoài ra, không thể không nhắc tới Marcelo Torres, người có lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt và khả năng dứt điểm tốt. Nổi tiếng với biệt danh El Cielo và có lối chơi tương đồng với tiền đạo Carlos Tevez, Marcelo Torres hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Boca Juniors tại giải quốc nội. Trong màu áo U20 Argentina, Marcelo Torres đã thể hiện phong độ ghi bàn đáng sợ. Trong 9 lần ra sân, anh ghi tới 7 bàn, trong đó có 2 cú đúp vào lưới U20 Uruguay và U20 Bolivia. Tại vòng chung kết U20 World Cup sắp tới, Marcelo Torres hiện đang được xem là tiền đạo chủ lực của U20 Argentina để chinh phục danh hiệu vô địch lần thứ 7 của mình. Đội tuyển U20 Việt Nam hiện đang có chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần đầy bổ ích tại Đức. Còn đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào đầu tháng 5 tới. Hy vọng U20 Argentina sẽ là liều thuốc thử đáng giá dành cho những mục tiêu của các lứa đội tuyển U20 và U22 Việt Nam trong năm 2017. Công Phượng, Xuân Trường và các đồng đội viết tiếp giấc mơ. Hãy cùng dõi theo U22 Việt Nam đụng độ nhà vô địch 6 lần World Cup U20. Bắt đầu hành trình thách thức U22 Việt Nam, U20 Argentina, 19 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2017 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.